Giải mã cơn sốt trà sữa Misue tại Việt Nam. Đầu năm trở lại đây, người dân khu vực miền Bắc mà đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của một thương hiệu đồ uống mới mang tên là Misue. Thương hiệu với biểu tượng người tuyết cầm cây kem hiện phủ sóng hơn 600 cửa hàng trải dài khắp ba miền. Vậy Misue là thương hiệu có xuất xứ từ đâu và tại sao nó lại hot đến như vậy? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Khởi đầu từ tiệm đá bào nhỏ. Mùa hè năm 1997, Trang Hong Chao, sinh năm 1977 tại Trịnh Châu, Trung Quốc, đang là sinh viên đại học làm việc bán thời gian tại một cửa hàng đồ uống lạnh chuyên làm đá bào, đã nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với một cửa hàng đồ uống trà sữa. Khi bà của Trang Hong Chao biết được điều này, bà đã trích ra 4.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 485 đô, để hỗ trợ công việc kinh doanh của cháu trai. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học vào cuối năm 1997, Trang đã trở về quê nhà và tìm một ngôi làng trong thành phố, lập một quầy hàng để bắt đầu bán đá bào. Cửa hàng có tên là Đá Bào Suối Lạnh này chính là tiền thân của Misue Bing Trần sau này. Từ đó, hành trình khởi nghiệp của Trang Hong Chao chính thức bắt đầu. Ban đầu với số vốn khởi nghiệp hạn hẹp, nên trang thiết bị tại cửa hàng Đá Bào Suối Lạnh của Trang Hong Chao cũng vô cùng đơn giản, chỉ có tủ đông và chiếc ghế dài, bàn gấp. Ngay cả chiếc máy làm đá bào để tạo ra đá bào cũng do Trang Hong Chao tự lắp ráp với động cơ, bàn xoay và dao cắt mua rời. Sản phẩm chính của cửa hàng khi đó cũng rất đơn điệu, chủ yếu là đá bào, kem và sinh tố. Sau khi công việc kinh doanh dần trở nên tốt hơn, Trang Hong Chao đã bắt đầu kinh doanh thêm trà sữa trong cửa hàng. Nhờ vậy, ông đã có thể kiếm được hơn 100 nhân dân tệ, tương đương khoảng 14 đô la mỗi ngày. Thế nhưng Trang Hong Chao dần phát hiện ra một vấn đề, kinh doanh đá bào sẽ bị phụ thuộc theo mùa. Mùa hè thì bùng nổ, nhưng mùa đông không thể hoạt động. Đúng như những gì Trang Hong Chao dự đoán, khi mùa đông đến, cửa hàng đầu tiên của ông vắng khách dần và cuối cùng đã phải đóng cửa. Dẫu vậy, Trang Hong Chao không nản chí, ông đã mở thêm cửa hàng thứ hai, đổi tên cửa hàng đá bào suối lạnh thành Misue Bing Trần. Tên tiếng Trung có nghĩa là một lâu đài băng được xây dựng bằng tuyết ngọt ngào. Misue Bing Trần chuyên bán kem, trà sữa và các loại nước uống với giá cả phải chăng. Nhờ đa dạng hàng hóa và chất lượng sản phẩm tốt, nên công việc kinh doanh của Trang Hong Chao ngày càng phát triển. Các cửa hàng của Misue chủ yếu phân bổ ở khu vực tập trung người trẻ tuổi, như trường học, trung tâm thương mại, phố mua sắm. Sở hữu hơn 21.000 cửa hàng nhượng quyền. Khi công việc kinh doanh bắt đầu phát triển, Trang Hong Chao đã mở cửa hàng nhượng quyền đầu tiên vào năm 2007. Sau đó không lâu, hàng chục cửa hàng mang thương hiệu Misue Bing Trần đã nhanh chóng được mở ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đến 2008, Misue Bing Trần chính thức được thành lập với tư cách là một công ty và số lượng cửa hàng được nhượng quyền lúc này đã vượt quá con số 180. Sau đó vào năm 2010, Misue Bing Trần đã hợp tác với Trân Châu Pao Tàu Trading Co. Limited để mở rộng nhượng quyền ra khắp cả nước. Được biết, thị trường đồ uống trà của Trung Quốc trị giá gần 40 tỷ đô vào năm 2021, cao hơn gấp 3 lần so với cà phê. Theo The Loudoun Momentum, Misue là một trong những thương hiệu có nhượng quyền thương mại thành công nhất trên thế giới, khi đạt 21.582 cửa hàng nhượng quyền tính đến tháng 10 năm 2022. Theo Nikkei Asia Review, thương hiệu Misue Bing Trần này đã thâm nhập thành công thị trường Indonesia, đồng thời đăng ký nhãn hiệu tại khoảng 30 thị trường khác bao gồm Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Misue cũng đăng ký IPO trên sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Misue chính thức nhảy vào thị trường Việt Nam năm 2018 dưới pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn Snow King Global, địa chỉ văn phòng đặt tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cũng trong tháng 9 2018, Misue cho ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Sau hơn 4 năm tấn công thị trường Việt Nam, Misue Bing Trần đã có tới hơn 600 cửa hàng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu này đối với giới trẻ Việt. Sau nhiều năm thành công ở thị trường đồ uống Đông Nam Á, Misue Bing Trần đã mở cửa hàng đầu tiên tại Úc. Cửa hàng mới này tọa lạc tại trung tâm mua sắm World Square, thành phố Sydney, được khai trương vào ngày 12 tháng 2 năm 2023 vừa qua. Thương hiệu này cũng dự kiến sẽ mở thêm các cửa hàng khác tại thành phố Brisbane và Melbourne. Tại thị trường này thì Misue muốn hướng tới khách hàng mục tiêu là các bạn sinh viên. Chính bởi vậy, thương hiệu đã đưa ra khẩu hiệu quảng cáo 1.000 sinh viên Sydney được thưởng thức đồ uống miễn phí. Có lẽ một trong những yếu tố giúp Misue Bing Trần thành công là áp dụng các phương thức quảng bá để tăng độ nhận diện thương hiệu.
Đầu tiên, Misue đã sử dụng Character Marketing, chiến lược linh vật. Linh vật của Misue có tên là Snow King, một người tuyết mặc áo choàng và cầm trượng. Misue từng có một chiến dịch ra mắt sản phẩm mới rất thành công với linh vật này. Tháng 6 năm 2022, Misue ra mắt hình ảnh linh vật bị cháy nắng. Đây là chiến dịch ra mắt trà dâu tằm của thương hiệu với khẩu hiệu Snow King bị cháy nắng khi hái dâu. Đợt quảng bá này đã được nhiều khách hàng chú ý và chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Misue cũng áp dụng chiến lược Music Marketing. Thương hiệu đã tạo ra một bài hát riêng trên nhạc nền của một bài hát thiếu nhi. Ca khúc có hai câu, tôi yêu bạn, bạn yêu tôi, kem và trà sữa Misue, lặp đi lặp lại. Nhờ đó, thương hiệu đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Phần lớn doanh thu không đến từ bán đồ uống. Công thức mở rộng nhanh chóng nhờ vào việc Misue sử dụng mô hình nhượng quyền hiệu quả. Tại thị trường trong nước, Misue áp dụng nhượng quyền đơn thể, tức khách hàng tự đầu tư vận hành, công ty không tham gia chia lợi nhuận. Misue cho biết, ưu điểm của hình thức này là công ty quản lý toàn bộ thị trường, cơ cấu thị trường quy phạm rõ ràng, thuận tiện cho cửa hàng sao chép mô hình, quản lý cửa hàng linh hoạt hơn. Còn tại thị trường nước ngoài, Misue áp dụng chính sách nhượng quyền như các thương hiệu khác. Tuy nhiên, phí nhượng quyền được đánh giá là khá rẻ. Nhân viên tư vấn nhượng quyền của Misue Việt Nam cho biết, tổng chi phí đầu tư có thể lên tới 700-800 triệu đồng. Tuy nhiên, trong đó, hai loại chi phí lớn nhất là máy móc, thiết bị 297 triệu đồng và thi công cửa hàng 150-250 triệu đồng tùy mặt bằng. Đặc biệt, Misue tuyên bố không thu chiết khấu doanh thu cửa hàng. Tính đến tháng 3 năm 2022, công ty chủ sở hữu của Misue chỉ nắm chưa đến 50 trong số hơn 21.000 cửa hàng. Điều này giúp Misue chi ít tiền hơn rất nhiều so với mô hình sở hữu trực tiếp được sử dụng bởi nhiều đối thủ như Nayuki và Hiti, những cửa hàng trà sữa có tiếng ở Trung Quốc. Tức là Misue hướng đến mô hình B2B, Business to Business, kinh doanh hay giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, thay vì B2C, Business to Consumer, kinh doanh hay giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng. Trong quá trình hoạt động, Misue không phát sinh các chi phí liên quan đến hoạt động của cửa hàng như tiền thuê, cho phép nó tạo ra tỷ suất lợi nhuận tương đối cao. Trong báo cáo của công ty, lợi nhuận ròng là 1,9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, 276 triệu đô, gần gấp 4 lần lợi nhuận vào năm 2019. Trong khi đó, thương hiệu cạnh tranh trực tiếp như Nayuki đã báo cáo khoản lỗ ròng hơn 21 triệu đô vào năm 2021 và 35 triệu đô trong nửa đầu năm 2022. Theo một vài báo cáo, đến 72% thu nhập của Misue là từ bán nguyên liệu cho các hàng nhượng quyền. Do vậy, Misue cũng được biết đến như là nhà cung cấp nguyên liệu, chứ không phải là nơi cung cấp những ly trà sữa đã được pha cầu kỳ. Khó để cạnh tranh về giá cả với Misue. Năm 2012, Misue Binh Trân bắt đầu xây dựng nhà máy trung tâm để kiểm soát chuỗi cung ứng và đạt được khả năng tự cung tự cấp. Sau đó, vào năm 2014, công ty đã thành lập trung tâm hậu cần tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để giao nguyên liệu cho tất cả các chi nhánh. Với nhà kho và trung tâm hậu cần riêng, chu kỳ vận chuyển của Misue được rút ngắn, đồng thời giảm chi phí lưu kho và hàng tồn kho. Điều này giúp Misue trở thành thương hiệu đồ uống đầu tiên ở Trung Quốc có giao hàng hậu cần miễn phí. Thậm chí, Misue còn có cả dây chuyền phân phối và nhà máy sản xuất nguyên liệu riêng. Vì lý do này, chi phí nguyên liệu thô mà công ty sử dụng thấp hơn khoảng 20% so với chuỗi nước giải khác và kem khác, giúp Misue có tính cạnh tranh cao hơn. Ví dụ như ở Trung Quốc, đồ uống của Misue khoảng 7 nhân dân tệ gần 24.000 đồng, trong khi đó trà sữa của thương hiệu đối thủ 15 tệ khoảng 51.000 đồng, gấp đôi. Không nói đâu xa, trà sữa Misue ở Việt Nam khoảng 25.000 đồng, đã có trân châu. Mặt khác, phần lớn các thương hiệu còn lại giá một cốc trà sữa rơi vào khoảng 50.000 đồng. Đồng thời, Misue cũng cung cấp cho bên nhượng quyền khoản vay không lãi suất hàng năm để giải quyết các vấn đề tài chính của họ khi các cửa hàng hoặc quầy hàng Misue mới khai trương. Điều này giúp loại bỏ rào cản với những người có nguồn vốn thấp nhưng vẫn muốn kinh doanh nhượng quyền. Tại thời điểm này, Misue đã hình thành bộ máy quản lý, tự xây dựng vòng tròn kinh doanh khép kín. Từ nguyên liệu thô đến hậu cần và cửa hàng nhượng quyền, mọi thứ đều do công ty kiểm soát, cho phép Misue mở rộng nhanh chóng và có giá sản phẩm tương đối rẻ. Đặc biệt, việc định hướng tới phân khúc khách hàng cụ thể là học sinh, sinh viên cũng giúp Misue ngày càng trở nên thành công hơn nữa. Có thể nói, tư duy kinh doanh của Misue khác rất nhiều so với những chuỗi đồ uống bình thường. Nhìn bề ngoài, mọi người cứ nghĩ họ là chuỗi kinh doanh đồ uống nhưng mà thực chất, nguồn thu chính của họ đến từ nhượng quyền, cung ứng nguồn nguyên liệu và hỗ trợ đối tác phát triển. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!